Sáng ngày 3 tháng 3 năm 2021 nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Tân Sửu, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp học đầu tiên của Khoa Luật học Phật giáo tại cơ sở 3, Tu viện Vĩnh Nghiêm, số 9 đường HT13, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quan lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất phó pháp chủ, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Giác Toàn, phó chủ tịch Hội đồng trị sự, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nguyên phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức Hội đồng điều hành học viện, chư tôn đức ban giảng huấn, chư tôn đức tăng ni ban trị sự Phật giáo thành phố, cùng 32 tăng ni sinh khoa luật học Phật giáo và Phật tử tham dự. Mở đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Dũng, trưởng khoa luật học Phật giáo, trụ trì Tu viện Vĩnh Nghiêm đã phát biểu khai mạc. Thượng tọa chia sẻ, giới luật là mạng mệnh của Phật Pháp, là nền tảng trên con đường tu tập hướng đến giải thoát giác ngộ. Khoa luật học không chỉ cung cấp cho tăng ni sinh kiến thức về giới luật, mà quan trọng hơn còn hướng dẫn tăng ni sinh tu tập, giữ gìn giới luật tinh nghiêm để làm mô phạm trong rừng thiền, trở thành rường cột của giáo hội sau này. Theo báo cáo từ công tác tuyển sinh, khóa học đầu tiên có 32 tăng ni sinh đăng ký đủ tiêu chuẩn theo học khoa luật Phật giáo, trong đó có 22 tăng sinh và 10 ni sinh, cũng như các khoa khác của học viện. Để tốt nghiệp, sinh viên khoa luật sẽ phải hoàn thành tổng số là 135 tín chỉ. Để tạo điều kiện cho tăng ni sinh tu học và hành trì giới luật, học viện đã chọn Tu viện Vĩnh Nghiêm làm nơi nội trú và tu tập của tăng sinh, chùa Thanh Tâm làm nơi nội trú và tu tập của ni sinh. Tại buổi lễ, Hòa thượng viện trưởng cũng đã ban lời đạo từ đến toàn thể tăng ni sinh trước khi chuẩn bị bước vào khóa học mới. Hòa thượng chia sẻ, khi còn tại thế, Đức Phật dạy tất cả tăng ni và Phật tử đều phải lấy giới luật làm đầu. Tuy nhiên, trong giáo hội Phật giáo nước ta, tiến sĩ về luật Phật giáo lại không có nhiều. Để luật Phật giáo Việt Nam có thể tiến xa hơn, quý chư tôn đức trong ban trị sự tại các tỉnh thành cần phải tu học để nắm rõ giới luật. Hòa thượng cầu chúc cho khoa luật học Phật giáo được thành tựu viên mãn để đào tạo nên các vị thầy có kiến thức chuyên sâu về luật pháp để góp phần cho sự phát triển vững mạnh của giáo hội nước nhà. Cuối buổi lễ, Thượng tọa Thích Trí Trơn, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban văn hóa Phật giáo thành phố, trưởng ban trị sự Phật giáo quận 12 cũng đã thay mặt ban tổ chức phát biểu cảm tạ và chúc cho toàn thể tăng ni sinh tinh tiến tu học và tiếp tục nối truyền mãi thắp sáng ngọn đèn thiền tại thế gian. Được biết, sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, ngày hôm qua 2 tháng 3, hàng trăm tăng ni sinh các khóa đã trở lại học viện nội trú và tiếp tục chương trình học. Ban điều hành học viện cũng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi công tác về y tế, hướng dẫn cách ly và tuân thủ nghiêm các quy tắc phòng dịch để đảm bảo an toàn.